quý vị và các bạn thân mến, bây giờ thì mình đang ở khu vực thành phố Vũng Tàu, ở cảng Nhật, phường 11, thành phố Vũng Tàu. Cái rơ mau này nè, motor nó kéo cái xích này lên nè, kéo những cái bội cá với tự với hầm lên đó, làm rất là nhanh luôn, nó làm tốc độ luôn. Trên dưới hầm đang bốc cá lên đó mà. Đó, có cái tòi anh bấm nút rồi nó chạy lên chạy xuống á. Đó. Đó, lên cá rồi chuyện lên cảng rồi mà. Mấy anh trai mình đang cân cá đó. Đó thì dự tính cái này vô khoảng 40-50 tấn cá gì đó mà. Đó, đầy full hầm luôn, từ hầm mũi xuống tới hầm sọt. Anh đang lên này, đang cái tòi lên này. Đó, lên những cái sọt cá rất là nhanh luôn. Đó, xả xuống. Thì bữa nay mình cùng xem cái những cái mặt hàng gì ha. Mình thấy đủ loại cá mà. Rồi tới sò điệp, rồi mực. Đây như lên cảng này một cảng cá này. Cất vô cái mấy cái kết đó. Muối trong những cái mấy cái kết đó. Giờ mấy anh trai mình đang bốc lên để mà chuẩn bị cân đó. Ở dưới có hai chú mình băng bốc vô xô này. Bốc vô mấy cái kênh đó. Rồi móc vô, móc vô cảo lên. Tòi mạnh ghê mạnh nè. Lên từ sọt từ sọt. Bóc lên cảng, đổ lên cảng mới lựa ra, mà lựa phân loại cá ra. Những bịch cá mối này, đây là toàn cá mối hương không luôn đây. Lên một cảng luôn nè bà, thấy chưa, nó bự nè bà, thấy không, tuy xanh cao kiến cá xương thóc. Ốc cái vỏ không nặng gì.
này mới ok. Cái đù, cái lò có vậy đó là. Rồi cái nục, cái bọc má đủ đó. Cá thu. Thu ống. Rồi, bây giờ là 11 giờ trưa. Bóc từ 6 giờ sáng tới 11 giờ trưa xong rồi bà. Bây giờ mấy anh trai mình đi về nè. Giờ mình đi theo chiếc tàu cá về luôn rồi. Giờ đi theo ga tải anh mình về luôn. Ga luôn. Cái này là ở phường 11 thành phố Vũng Tàu. Cảng Cát Lỡ đó bạn. Bây giờ là 11 giờ trưa. Nước ròng sát rồi. Bây giờ anh em mình chạy về bên cửa cảng Dầm Láng mà. Vũng Tàu về Dầm Láng khoảng 5 tiếng đồng hồ. Dự kiến chắc chiều tối tới bà. Nếu mà thử nước lớn vô thì khoảng 5 tiếng đồng hồ. Hay còn mới vừa xong ve ra chưa có đồ để tùm lum. Hay có cặp đôi quá trời này. Bây giờ bắt đầu cuộc hành trình từ cảng Cát Lỡ về bên Bầm Láng tỉnh Tiền Giang mà. Cặp máy xệ quá trời đã rồi. Này sẵn nghỉ Tết hay gì rồi bà. Bữa nay là nghỉ Tết rồi nè. Vô sớm nghỉ sớm nè. Bên đây nè, nguyên một hàng nữa nè. Quá trời luôn. Cậu đôi chứ nào nấy khủng hoảng không. Đó. Sơn giống màu không à. Đây còn đây là trong phía trong cảng nè, đó cái chỗ đó nãy anh em mình cặp vô lên cá sáng giờ đó. Lui ra nè. Mẫu Kiên Giang với Vũng Tàu nó khác nhau, không có giống ha. Đó, giờ anh em mình chạy về. Chạy hướng trở ra mà. Cái mũi giờ quay vô rồi giờ quay trở ra. Trên đường chạy ra thì mình thấy cái gì hay thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Đấy, như trong đây thì mình thấy cầu đôi quá trời, toàn là cầu đôi không, không có nghề nào khác, chỉ có cầu đôi không. Đó, giờ quay đầu. Còn đây thì công việc của chú mình nè. Muối lại những cái thứ này nè. Cá với là sò điệp rồi đó. Những thứ này thì không có bán, để lại. Rồi, quay đầu về. Quá trời toàn cầu đôi không. Mấy chiếc này bây giờ còn lấy đá này, không biết chừng nào chạy đi. Đây còn kéo nè. Hải Dương thế nào nấy chà bá lửa luôn. Đó, từ đây ra tới ngoài cửa quải tới sau mai quải là còn rất là nhiều tàu. Tàu hạng nặng cái này nữa mà. Cứ giữ gì không nè. Đó, nhìn đỏ con mắt luôn từ đây ra tới quải. Đó, như trước mắt bạn thấy trắng trắng đằng kia có chiếc cảnh sát biển hay gì kìa. Rộng thênh thang. Cái này là xưởng đóng tàu cái gì đây. Rồi mình thấy mấy cẩu tháp quá trời nè. Mấy cẩu này nè. Cẩu này cẩu lắp ráp tàu hay gì đó. Khủng hoảng không. Con chiếc nào đang đóng trên đà nè. Đó, đang đóng cũng gần sông rồi đó hay gì đó. Du thuyền. Cái này là chiếc du thuyền. Thuyền này neo câu cá gì đây. Bây giờ là nước đang cạn sát đó bà, nước ròng cạn sát luôn, lồi quải luôn nè. Đó, bạn thấy mấy cái bè này nè, người ta nuôi hàu đó. Người ta nuôi hàu đó mà lồi bãi ra nè, lú mấy cái bè hàu ra nè. Đó bên này, khu này có cái bãi nè bạn thấy chưa. Nguyên bãi cạn luôn nè. Đó. Nước lớn mình không thấy cảnh này đâu. Chỉ nó ròng cũng được thấy thôi. Đây, khu vực này ta nuôi hàu nè. Đó nuôi hàu không đó.
này chứ phà nổi gì nè. FD 7500. Tôi cẩu ở trên đầu đỉnh rồi còn tuột á. Các bạn thấy chưa? Nó sơn cái màu đỏ đỏ mà nhìn nó lù lù thấy ghê, nó tối không có đèn đuốc đó mà. Đó không biển số biển gì luôn. Dòi bơm đâu, tựa lừa dưa nè, biết bao nhiêu cái dòi bơm đó. Bởi vậy đặt là dòi bạch tuộc đó. Nhìn thấy gớm không? 2 kg mũi. Kiểu này kiểu miền ngoài mà, chứ không phải kiểu ở trong miền Nam. Cái miền ngoài. Thấy ghê chưa? Dòi bạch tuộc. Này bơm cát. Trên trước còn nhiều lắm. Cái bến cao tốc nữa mà. Đó có chiếc cao tốc đậu nè, bạn thấy chưa? Đó chiếc cao tốc đậu đó. Cao tốc Cần Giờ Vũng Tàu. Khu này quán xá nhậu nhẹt đồ linh đình lắm mà. Khu này nè. Khu Sao Mai nè. Đó, nhà cửa sầm ướt ghê không? Đây mênh mông nè. Đấy, ngoài đó là cái cửa biển đó mà. Đấy. Cửa biển ngoài đó mênh mông ha, hết thấy bờ bến rồi. Toàn là thấy chân trời xa tít rồi, không có bờ bến gì hết. Đấy, còn khu vực bên đây là Sao Mai của núi Vũng Tàu này, thành phố Vũng Tàu không. Mấy cái trụ nọc đó là cái đáy sông cầu đó mà. Ở đây sống lăng tăng này, nhảy dựng dựng rồi nè. Ra tới đây là muốn chóng mặt mà ngày ngặt rồi đó, nhức đầu đó. Đây cạn và cạn neo chút xíu mà nó dùng dây nó thẳng băng à. Dây nó lại chứ không có trọng đứng. Rồi. Cho anh đò mấy con cá ăn cơm. Đó, anh mình trình sổ ra nữa mà. Bây giờ lấy neo chạy về bến. Giờ này khoảng 4 giờ chiều rồi. Nãy vô khoảng 40 phút. Vô trọng trình trạm khoảng 40 phút rồi trở ra mà. Đây, chiếc đò này mình chở vô trở ra nè. Chiều gió lên quá chừng. Ôi ôi mệt. Vô mánh rồi. Bịch mực với bịch ốc luôn. Yeah. Rồi lấy qua lăng cực khổ dữ ra. Trời ơi. Quay rồi ghê không? Chạy hết ra luôn. Trời ơi. Thấy ghê chưa? Đò của anh Lý mà, đò Lý khu vực Dầm Láng á, chạy vậy không đó. Ôi ôi chạy má ơi luôn, mất cái lái luôn rồi. Trời ơi là trời, chạy ra trời.
À đây mấy anh mình lên neo nè. Đó, lên neo đó. Lên, lên. Quá là xinh rồi. Trong đây toàn là xinh không à. Thôi chạy. Lên ra. Rồi ra cái neo rồi. Rồi giờ mới chạy về nè, giờ mới chạy về bến nè. Xong có thủ tục rồi giờ về thôi. Lên cái neo xình không? Qua giờ xình nước tới không? Không tới. Còn xình nữa bạn thấy không? Cái neo đất không? Quý vị và các bạn thân mến. Đây, hôm qua chiều tối mấy anh mình về tới bến rồi. Sáng bữa nay thì mấy anh trai mình đang vận chuyển đồ lên này. Đó, như các bạn thấy đó là những cái cây mực khô đó bà. Lần này tới gần 2 tấn mực khô luôn. Bây giờ vận chuyển đi về giữa bán. À, có chiếc ghe nhỏ này, mỗi cái ghe nhỏ chở vô trong bến mà. Trời ơi, mực khô cây nào cái nấy kìa. Đó. Ôi ôi má ơi. Bên ghe là xa lắm, cái khen lưỡng mỏi phải lấy đò chở vô. Chở đò vô mà. Bốc khô trước bốc cá sao? Khô to vậy không đó. Cây đó 100 mấy chục ký. Quá trời. Ca là mực ke. Khẩm quá khẩm rồi. Ê coi chừng nó lăn chết luôn á. Quá trời chưa. Thôi rồi. Nè, mực nè. Trong đây nữa nè. Trời ơi. Cái này mực của cầu đôi á. Cầu đôi là thường mực vô vậy không á. Ngã luôn hả sao? Rồi cái thùng có thùng tôm không gì á. Cái lãi mà phù à. Ừ. Cái lãi mà phù à. Qua đồ bán không? Cái lãi mà phù à, chè bẹo, mực, mực lá. Mực lá bị đỏ luôn rồi. Đỏ rồi, hết đá, không còn miếng đá nữa. Ờ, cái mối hương. Cá mối bự, mối hương. Đã mà bán mà. Đi đâu? Bé cái động. Bé con tám gỡ về ăn. Rồi cái động con nào đi nói luôn. Trời ơi cá đậm cao tự gỡ về. Cá bẻo cá nhám. Cá cầu. Lá mực nang gì ôi tầm lên mà. Vậy đây là tôm. Trời ơi nguyên chùm vậy không? Không mong cá lại. Không. Tôm. Tôm. Ủa cái bóng nó ăn mà bãi dặn hả? Bãi dặn là cái bóng đó. Cái mà tôm ngon quá ha. Tôm mới lại ra sao đó. Tôm ngon thiệt. Bãi dặn là tôm đem về chim bánh xèo. Nhảy xuống người luôn, nhảy xuống luôn đi anh. Nhảy phụ luôn anh. Tới trời. Ê, chi này không có máy. Ôi cái bánh lái nó nằm ngoài ngõ vậy. Ôi má ơi bánh lái à. Ôi cái bánh lái. Lái cong nó niễn ra sao luôn rồi. Còn cửa đâu. Sợi ra. Cái cong với xanh từ từ mày thả dây kéo dây về đâu rồi dùm.
trời. Hay quá anh trai ơi. Wow, lé lé luôn. Và wow, có người lay quay. Cái bánh lái nó quay ra sao luôn rồi. Cái bánh lái quay ngược ra sao luôn rồi. Lấy xe cẩu cẩu lên nè. Hai phi đó, hai phi cá đó. Còn mực cẩu lên sau mà. Còn mấy người hai tấm mực khô mà. Đó, còn ngoài sau mấy bịch mực nhỏ nhỏ, mực ke đó, đó, cái đó ôm lên được. Đó ke chừng mấy 30 kg à. Ô oh. Căng kìa. Căng tới ghê không? Căng lần 2 cân nó sẽ cẩu cẩu luôn. Chim nè ha. Lấy chị mực nào, lấy con nào gì? Dạ. Lấy mực nào? Em định cân thử cái này là lấy loại nào á, lấy loại này hay lấy của cầu đôi? Thôi lấy loại này đi, mình nghèo nghèo lấy loại này. Loại này của cầu sim thì rẻ, giá rẻ hơn. Cái này 12 kg nè, 12 kg mấy nè. Rồi 12 kg. Phân biệt con của cầu sim với của cầu đôi nè. 12 kg một mức. Rồi. Này cầu sim mới đây. Cái này nhớ em ký nha chị. Hả? Đó, của cầu sim nè. Còn hôm nay là cây cầu đôi nãy mình cẩu lên đó bà. Đó, cầu đôi nè. Ra nó trắng tươi như vậy nè. Đó, thấy đã ra chưa? Đó, nhưng mà cầu đôi nó cái giá nó cao hơn là vậy đó. Mực có đều con trắng vậy nè. Để sách ra, còn đây là loại mực này là mực nhỏ. Mực này mực ke rồi. Mực ke mà nó cũng trắng vậy nè. Tết mình lấy cái này về ngon lành luôn. Đấy, mực cầu đôi. Con mực nè. Đó giờ khui ra nguyên một cây nè, cây 100 mấy với 200 kg. Trăm mấy chục ký. Mực nhìn thấy muốn ăn liền luôn á. Khui chiết ra nè. Mực quá trời mực luôn nè. Cây này nãy nhiêu ký? 120 kg hả? Còn cây nhỏ anh kia. Cây đó nhiêu? 40 mấy 50 kg. Cây đó 50, cây này 120. 120 kg bây giờ khui ra. Rồi bóc ra từ. Cái mực này ăn Tết Vivo đem về nguyên cây ăn Tết luôn. Mực nhỏ cũng ngon nữa, trắng tươi. Quá cái mực xây trở lên đây mệt mỏi luôn á. Một đống rồi đó. Đó. Bự nhỏ lộn xộn. Rồi kia nữa kìa. Rồi kia thì có mấy cái cây nhỏ nhỏ là có cầu sim. Cầu chía đó, con này là của cầu đôi. Bỏ vô. Bự nhỏ đủ loại. Mực này là một ke.